Go live. Cái nóng còn. Tại sao? Cái nóng còn. So hot. Cái nóng còn. Sao vậy? Cái nóng còn. Cũng với trái bóng tròn. Người ta coi bóng đá từ trẻ nhỏ tới già xích lô, từ mẹ già nhiều chuyện tới cả giang hồ bích cổ. Xin có kính chỗ hàng ngồi kế cái tôi ngồi xích vô, vì thời điểm đó nhà tao ứ có cáp, đi với bạn tao tụi nó ứ có rap. Tụi thân của tao là đi chỉnh anten để tới coi trận Pháp với Cộng hòa Ireland, để đáp sự vui xuống thì tao không hề biết nản. Đam mê tuổi trẻ ở bên trong huyết quản rất là tốt cầu giáo của tụi hút đầu nhau, ngoài chơi bí tờ wow đừng có cúp cầu dao mà cho hỏi trên xe đã 9 giờ sao xíu có phải coi thì tao là tín đồ giáo. Cái nóng còn. Cái nóng còn. So hot. Cái nóng còn. Sao vậy? Cái nóng còn của cái trái bóng tròn. Thời gian là 5 giờ chiều ở sân quân khu. Không gian là thời tiết khoảng độ xuân thu. Đối diện tao là thủ môn đối thủ, còn tao là người đang chuẩn bị suốt quyết định một quả lưng luôn. Chưa đến 1 phút tôi chơi đàm sút bay vô thẳng góc chết, thủ môn đội bạn trông thật ngốc nghếch với cái đầu tóc bớt, khán giả sốc hết vì không nghĩ một thằng nhóc bé nhỏ để khiến cho chủ nhà quỳ gối và xé cỏ trong sự tức tối. Bộ chứ nhắc đến tên là tụi nó nhức nhói, vì đơn giản không đi đá banh là tôi bức bối. Coi C1 bây giờ sáng tao cũng hức nổi, ba tao hỏi sao đi cà phê giờ này gì ghê vậy mày, tao nói với ông tài mc rồi bảy người khiến hàng triệu đứa trẻ ôm bao giấc mộng. 5 quả bóng vàng quả là quá bất công, phần còn lại là quá xa tiếp và phở biên độ cao, tao là tín đồ giáo. Cái nóng còn. Tại sao? Cái nóng còn. So hot. Cái nóng còn. Sao vậy? Cái nóng còn. Của cái trái bóng tròn. Casillas vần Adidas, Rakitic vần Vucic, banh tan nát cùng Van Lambert. Qua Chicago tìm Ronaldo, gặp Lee Min Ho chửi Zinchenko, Robinho quýnh Obito, hình xăm Ira xấu hơn Neymar. Ở trong game FIFA nhìn Harry Kane giống Eminem.